Bộ phụ kiện chiến game siêu mượt cho anh em. Đầu tiên là kích âm, dùng để kích âm thanh tiếng chân của địch to hơn, giúp ta có thể nghe thấy tiếng chân của kẻ địch xa hơn và rõ hơn. Tiếp theo là tai nghe gaming HyperX cả đời Airbus 2 và tai nghe Piva S5, hai tai nghe chuyên để chiến game và nghe nhạc siêu ổn. Soi lạnh dành cho iPad thì gồm có GT29 lạnh và bền kết hợp với cả đèn led RGB. Đẳng cấp hơn thì có HB5 Pro, cực lạnh, cực khỏe và đẹp. Đây là sò xịn nhất dành cho iPad. Soi lạnh cho điện thoại thì chúng ta có BR7, kẹp được cho mọi điện thoại, tản nhiệt trên thân máy lẫn CPU, giúp cho máy đỡ nóng, giật và lag. Không thích kẹp thì chúng ta có thể dùng BX7. Đây là dạng hút dành cho điện thoại, tương thích với những điện thoại có chức năng hút tủ tính. Chất lượng làm mát thì giống hệt so với cả BR7. Không thể thiếu là sạc chính hãng 3C và cáp sạc có màn hình hiển thị công suất đi vào thiết bị. Jack chuyển đổi vừa nghe vừa sạc đầu tiên là jack Lightning, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị sử dụng chân sạc Lightning. Tiếp theo là cổng chuyển đổi USB, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị đặt chân Type-C. Trong hộp có dây cáp phụ, có thể tăng độ dài khi sử dụng dây cáp sạc. Tiếp theo là cổng chuyển đổi DS7, cổng chuyển đổi 7 trong 1, dây cáp bền không rối, hai cổng chân Type-C, hai cổng USB, cổng tai nghe 3.5 và đặc biệt nhất đó chính là cổng mạng LAN, có thể cắm được trực tiếp dây mạng vào trong cái cổng này, giúp cho chúng ta chơi game không lo bị giật và lag về mạng. Ôm lưng iPad 11 inch, chuyển đầu sạc xuống bên dưới, giúp cho đỡ vướng khi cầm iPad ở hai bên, ở giữa có thể thoải mái đặt sò lạnh. Cáp sạc chữ L cho iPad, điều hướng dây sạc xuống bên dưới để khi cầm iPad ở hai bên tay không bị vướng. Ngoài ra thì còn có bao tay Piva, loại xịn và có 5 đôi trong một hộp. Anh em đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo cho mình nha. Khỏe không? Bạn khỏe không? Khỏe thì kệ của mày em chứ. Đồng đội mình nói rồi. Dù gì thì chứ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi đi. Hôm nay mình sẽ làm clip với ác của anh Tuấn Anh. Với tiếp tục là kèo trà trộn nha anh em. Hôm nay mặc bộ thánh giáp Poseidon mắc level 7 luôn anh em ạ. Mình lên mình chơi luôn nhá. Đấy, cho hết đi đi lại lại, ổn hết cả người, ổn hết cả tay. Tớ xin. Ui dồi ôi, có người này. Đốc này. Bộ thánh giáp này thì nói chung là một trong những bộ thánh giáp đời đầu mà nó rất chi là đẹp, nhưng vấn đề là mặc vào thì nó sẽ gọi là hơi vướng một tí anh em ạ. Cảm giác có to to ấy. Ui dồi ôi, một phát đi luôn. Tiếng thác kìa bắn. Nhưng mình bắn không trúng cái nào thì phải. Anh đâu rồi? Qua chơi đó. Mày này, cái thằng khác nó chạy ra đấy rồi anh em ạ. Mình không biết tên thôi. Đây rồi. Thằng vừa xong bắn với cả thằng này thì phải. Nó chạy ra ngoài. Chạy đâu bạn ơi? Bạn không chạy được đâu. Không chạy được đâu. Có thằng nó treo máy đây à? Ê, đứng im này. Đây này, này anh em. Úi dồi. Vai trường vẫn còn thằng nằm ở đấy ạ. Chịu rồi. Thôi xuống chơi lại anh em ơi. Quả móc vừa rồi mình không thể ngờ được. Còn mình anh nè. Tiếng chân chắc một mình này. Chạy đi đâu bạn ơi, hết chạy luôn. Hai thằng kia thì chắc là bay ra tháp rồi. Watch out. Nè bên này. Ui dồi, nó có cốp anh em ạ. Ui trời ơi, đừng đùa với cả UMP. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, chạy đi đâu. Hai thằng ở tháp này, mày này dính phát rồi anh em ơi. Nghe để nó cho thoát rồi. Hai cá đuổi mình. Hai con luôn. Trở lại cái bọn này đi. Đây, nó vẫn đang đây. Watch out. Một này. Watch out. Hai này. Không ngờ tới đúng không bạn ơi? Không ngờ tới đúng không? Nhanh ra được cái anh em ạ. Má nó ở đây quá. Ô, trên đồi bắn này. Mẹ cái thằng trên đồi này. Mấy đâu rồi? À đây rồi. Đâu rồi? Cứu rồi.
đồng đội mình lúc anh em ạ. Còn thằng khu nhà bên kia nữa. Để mình sang mình chơi luôn này. Đang là xuống vẫn còn nhiều đạn. Bye bye. Bye bye. Để tôi đi cứu cái nhà. Ui không được đâu. Đợi mình tí. Cái con cá đuối đâu rồi? Mở 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 xíu đi. Số 2 bạn đi cá đuối làm gì? Đi cứu làm gì? Ông kia ông tự hồi sinh rồi mà. Ôi da. Ừ, có tự động hồi sinh mà. Chơi nó luôn này, chơi luôn này. Nhẹ. Chạy đi đâu? Đi, đi bạn ơi, đi số 2 ơi. Trước mặt này, nó bắn nhau trước mặt này. Ui ôi, thằng nào đằng sau đấy. Sao lưng. Thằng kia nó không đứng hở ra nữa. Móc với chúng tôi này. Thế sao mình bấm bắn bóng mà không được nhờ, hai lần rồi. Trận này hai lần rồi nhá. Mà bắn dấu ông này có tố chắc gánh đây, gánh tim này. Bạn cứu hộ mình á, để mình bơm máu. Hello. Chạy đi đâu? Điểm cướp cá. Cái đuối. Còn bên kia nữa. Để mình cái thằng của hai lai xem nào. Nào, ra đây. Ui rồi ôi, không kịp lắm nữa. Ui, kéo nó còn bóng mình ấy. Ui, không được rồi. Tưởng nó bay tiếp. Ai ngờ nó xuống rồi, cho bạn này. Mình bắn yếu rồi nhá, bắn yếu rồi, ít nhất phải được cái máu rồi. Đấy, bắn yếu mà. We are number one. May quá. Bạn nữ trận đầu tiên bạn ấy không có để avatar anh em ạ. Thành ra không có soi được. À, bạn ấy có để nhưng mà để avatar nhìn đằng sau không rõ. Thành ra mình cũng không sâu. Cá của chúng ta này, nhìn trông nó mãnh liệt nhỉ. Hoành tráng nhỉ. Giáp hồi xưa nó giống như kiểu chiến binh ấy. Ôi ôi, trong mặt mình nhá. Giáp bây giờ thì toàn kiểu liên quan tới gọi sắc đẹp thôi. Kiểu như là nó nữ tính ấy, anh em ạ. Giáp hồi xưa nhìn trông có đàn ông nó mới giống như chiến binh ấy, nhìn trông đẹp hơn. Ôi, cái khác có thằng bắn M24. Anh ơi, đừng bắn em. Ui, thằng này mãi nó không chết đâu. Đang cứu người dưới ở dưới anh em ạ. Nó không chịu bơm máu ở dưới đây. Này, xe bom đi. Lúc 1 gần 1. Một cái được một mạng. Còn ai không? Đây, mình cho nó có bom này. Hai thằng này. Một thằng nữa. Chạy ra mà cứu đi. Chạy ra mà cứu đi. Đấy, ngay mà. Mình nghĩ là nó kiểu gì cũng bò để nó tránh spam. Nó tránh mình spam bom ở đây này. Bò ra kia. Trong mình có nhé, có tiếng chân này. Một thằng 13 thằng. Mình nghĩ nó đứng ngay góc này, này. Xong chơi luôn này. Đi luôn à. Lăng qua, lăng qua. Chết rồi, chết rồi. Ngồi lộ quá. Đéo biết luôn. Đéo biết luôn. Ui dồi, ông nào đây? Ui dồi ôi. Nó đang bắn nhau phía bên dưới anh em ạ. Để mình thử đứng lên trên thành này.
Hai team bắn nhau. Một đây. Sao đối bên kia đã. Bye bye. Đồng đội rút đinh vào rồi kìa. Trên đầu mình vẫn còn tính chân đấy. Trên đầu vẫn còn. Ôi dồi. Không kịp. Quả đấy ao gầm còn đạn nó coi như là trời thôi. Ô, chạy à, thanh niên thì chạy này. Chạy đâu bạn ơi. Ui rồi ôi. May nhá, hay quá. Đây. Mày bắn nữa đi. Nè, tao chuẩn bị lên này, ke tao đi này. Đấy, ke đi. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu một thằng rồi. Còn một thằng nữa. Vào nhặt thẻ hồi sinh này. Ui nhanh không nó chạy. Ô, thằng này không chạy à? Dính rồi. Hay. Thế là xong. Em có cả cho phát. Có. Team này đang bắn team kia, thằng này đang bắn team kia. Sao cứ bửa lại. Đừng quên. Sao mất đâu à? Nãy mình cũng giết một thằng ở trong khu sự kiện thì phải. Cũng sát khu lửa anh em ạ. Ui dồi ôi, đồng đội nhanh thế. Chết kịp trở tay quần áo, đã xong hết rồi. Sao ướp thì sao ấy. Ui dồi ôi. Sao cứ băng. Đồng đội của giáo cấp lửa cũng lên. Còn ai không? Đây rồi. Mày thế vẫn kịp ăn nữa. Hết người rồi. Giờ toàn mấy thằng này tẻ cái tẻ thôi. Hết. Trời ơi. Còn lại mỗi hai thằng anh em ạ. Đây chạy bên này này. Ngáo ngáo thì phải, mình dáng chạy. Ui dồi ôi, còn ở đây. Ngáo thật rồi. Bạn nữ trong trận vừa rồi của chúng ta này. Bạn ấy nhìn trông xinh và nhìn mịn lắm anh em ạ. Anh em thấy không? Ông ấy thấy con cá máy không ơi? Triệu hồ lên phát nào. Nhìn con cá là biết giàu rồi. Đây. May quá, à phải của mình. Cho mày thế nào? Ui dồi. Nhìn mình. Ui rồi đang định mua kiếm. Nghệ cả cục. Sao chị ăn rồi mà chị bắn gà. Trời ơi đồng đội mình nhảy này là nhảy mua ngoài thôi. Để bên trong cho đội nhìn. Làm gì có eo. Nghe ảo thật đấy. Lại khiêm tốn. Thật cứ bị khiêm tốn. Ui cà chiến tán tránh xa đâu ra. Ồ luôn nó đấm chị tao. Mày nó vẫn kè trên kia anh em ạ. Mày kê. Hết kê luôn. Chế thác không biết còn không? Em tin chị. Giờ vẫn còn này. Ui ôi ném nhầm. Để em bơi máu quá đã. Ui dồi ôi thêm qua lửa nữa. Dưới chân mình có này. Vai trường chữ ôi. Bị móc anh em ạ. Cày tê. Boy còn máy rồi. Để mình sửa cái thằng ở trên tháp anh em ạ. Đấy đồng đội mình giết một thằng ở đây rồi mình tưởng hết rồi cơ. Ai ngờ. Bắn nó một rồi. Ui giời. Rồi sao. À. Chết rồi mẹ. Tôi đi cột nước. Rồi giờ... xong. Rất nhanh và nguy hiểm. Chữa trị người à. Thắng giáp đầu. Chưa có đinh bao rồi anh ạ. Chưa có đinh bao. Nhưng mà nó rồi. Hai thằng. Vẫn còn nha. Chưa hết đâu. Đó làm gì. Nó bay qua. Đây 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 này đây này. Ui nó chui vào lấy thẻ luôn à. Rồi. Ui sao đi. Tham cái thẻ là mạng chết. Chết chắc này. Kiếp ông này mở luôn cả ấy luôn rồi này.
Không, mình cướp chứ không, mình không có mỏ. Sẵn nhấp 7 mũ đinh luôn mà. Kìa, nó quan sát bóc. Thằng để trái. Ủa, cá. Sợ chưa? sợ mà có ba chưa? Vết trên đằng này, vết trên đằng này. Áp vào đất. Rồi, xong rồi. Hết pin. Abril nó khác lắm. Trận đầu mình vẫn còn tướng trận này. Ôi nhảy nhầm ôi. Mày thế đâu chưa kịp kê ạ. Đây, cho này có bom này, xem mày chạy đi đâu. Ô, chạy thật à. Boom, rồi xong, hết phim. Ai. Mày lìa luôn cả sự kiện luôn rồi. Mình không hồi sinh được đội ở xa. Bọn này nó chết trước mình, xong rồi nó xuống. Mà bây giờ nó đang có một thằng nó kẹp này. Cá nó thả một thằng xuống nha mọi người. Cô này lìa nhá. Định ra cứu à? Đúng không? Mày... Ui, đau rồi đấy anh em ạ, chơi luôn đi. Đặt được cái bạn làm kỹ lắm. Năng nổ. Đấy, biết mà. Ôi, chết rồi, lại cả bom đập thăm vào mặt đấy mà không chết thì chỉ có yếu ấy. Ai rồi? Đấy. Nhầm rồi. Đi nhẹ nhàng thôi. Để mình cướp cá thử xem nhá anh em. Vừa bắn vừa trả lời mình. Ôi kìa, không đi cá nữa à? Trời đất ơi, sai kịch bản rồi bạn ơi. Cái mà kiểu gì cũng bị mất cá cho mà xem. Không được đâu. Vai trưởng tí nữa thì mình đi anh em ạ, nó cầm sổ găn. Chỗ mua đồ à ba. Đang qua đây. Đây rồi. Bọn này hiếp đồng đội ra này. Hiếp đồng đội ra này. Con nữa. Rồi, xong rồi. Ai nịt. Nhanh vào bo. Đang chạy vào bo này. Rồi mình thấy rồi. Để mình ra đây mình. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Liêng. Ok. Mày chạy đi đâu? Còn bọn trong nhà nữa ấy, mọi người. Cái vụ người đẹp ơi. Ui, gì đó rồi. Bay chéo. Cứ bình tĩnh. Chô mà chết, tôi chết rồi, dính được của nó ơi. Nhảy này. Nó một. Ui rồi ôi, mẹ phí thế. Đi nào nữa vậy? Tự nhiên mà dính được của nó. Tôi xong rồi, tao ném lửa sang rồi đi. Phí thế. Đèn quá, tiếc trận nãy quá anh em ạ. Bắn cẩn thận tí nữa là được top 1 rồi. Đen là đồng đội mình là team bị thằng nào ở bên nhà bên cạnh ấy, khác team anh em ạ. Nó móc. Mày cái gì? Tôi móc cái gì đâu? Tôi móc cái gì? Chạy ra hộ cái. Cửa. Ô, thằng ấy đẩy luôn à? Cứ chết con mẹ tôi rồi. Thằng ấy định đẩy luôn ạ. Số 4 đang cây xước. Trên nó đã vào rồi nhanh thế. Đang bài đấy thằng kia. Tao biết thì xuống đây mà đi. Bắn miếng máu chắc nó tham. Kiểu xuống, kiểu bắn yếu xuống ăn nốt. Tôi biết lấy cái này. Tôi hợp tham cả đùa luôn. Bạn cứ không hả? Trên. Ui dồi ôi, tuyệt vọng rồi. Mẹ cái thằng này. Máu còn số 4. Mình xuống trả thù rồi anh em ơi. Bọn nó vẫn đang ở ngồi trong kia hay sao ấy. Ui, đây lại. Hai thằng nhá. Thế mà không lốc hài đi. Phí quá, thằng kia yếu rồi đấy. Đấy. Không có thằng ở đây.
rồi, xuống rồi. Không cần đuôi em. Trời đó, trời đó. Một táp rồi, hai táp rồi, ba phát rồi. À, có thằng ở trên này này. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Định chạy đâu. Định chạy đâu, xong chưa. Cái tội này, cái tội này. Đây nó xuống này, nó xuống này, nó xuống. Nhanh chết đi. Rồi, xong rồi. Kiểu cá nha bọn, có cá đây. Ôi trời ơi, trời, chết rồi, save. Đỏ mắt quá. Chiếc này không không có đủ phụ kiện giật ngang quá anh em ạ. Nghe thằng nào móc mình nữa. Kìa. Rồi, nó ngồi rồi. Trên đẩy xuống này. À đều. Đốc này. Thằng ở trên vẫn còn. Đừng gạt đồng đội tao. Đừng xuống. Bắn đi. Còn số 1 ơi kìa. Số 1 lại lốc rồi. Đổi cái đuôi. Mày này. Đây, để mình ném khói cho số 1 bỏ vào. Nhưng trên tầm này mình ra là chắc chắn là chết 100%. Tôi khỏe. Đấy, sau vẫn còn thằng nữa. Rồi, đi ạ. Mày chạy đi đâu, tao trả thù cho đồng đội đây. Một này. Hết phi. Liêu này. Liêu. Ơ, mình tưởng có 3 thằng chứ. Alo. Chạy này. Good bye. Ủa, thế nhìn là nhanh thế. Được. Mình còn chưa ấn cả kịp ngồi sau cá. Thế nó cùng team với cả team trong nhà rồi. Nó đang đẩy ra chỗ mình này. Rồi, hết. 17 kill. Bắn cẩn thận hơn thì có khi được hơn anh em ạ. Đây, bắn đưa trong trận vừa rồi của chúng ta đây. Ui, nhìn trông cũng khá là xinh này. Trắng hồng luôn đấy nhá. Rồi, đây là trận thứ 5 rồi anh em ạ. Chắc là mình sẽ chơi lốt trận này thôi. 5 trận như Vic. Cái gì ấy? Lẹ mày. Không quá nhờ. Ôi dồi ôi, chậm rồi bạn ơi. Thế xin. Nào ra đây, come on. Một đây. Hết đạn, hết đạn. Ở đây không có cái xác nào, hết đạn rồi anh em ạ. Mất event gì vậy? Mất tiếng gì vậy? Ui dồi, một thằng nó nhảy xuống đây. Bị lốc rồi. Cho nó cả bom đi. Phía mình có cái chân kìa. Rồi, gặp một rồi. Trời, mới xuống không có cái súng nào, nó mới giết luôn trời. Thôi, mình cứ xuống sau. Chuyển hướng đi. Cho mặt mình, cho mặt mình. Nó bị chi kia bắn. Có tiếng chạy trong mặt này. Rồi, xong. Chết rồi. Ô, thank you bạn. Ngồi ra cho mình gạt. Bên kia, bên kia. Bên này vẫn còn đây rồi. Tiến. Trên đầu có, trên đầu có. Này, ở dưới này.
Tiếp. Gì mày? Cứu tao. Mày này. Ủa, trời ơi, thế quả bom nước thế mà vẫn cố chạy qua được ạ. Chịu người thằng này. Cứu tao. Bảo xuống, bảo xuống. Anh em vậy đó. Trái mình. Chạy thằng trái rồi. Chân ngay vậy. Ui dồi ôi. Rồi, tạm biệt bạn. Mọi người triệu hồi đi mình ke cho. Ngoài. Rồi, nó chết rồi. Tớ lốt rồi, mấy cái đám này. Lẹ mày. Có gì cũng phải từ từ chứ. Một này. Ồ, thế mà xịt đó. Mình kia rồi. Ê. Trong này, trong nhà có tiếng chân này. Kề nó xuống kìa. Ui đừng này. Đừng chạy vào đồng đội ơi. Mày nhảy xuống này. Má ra ra về. Mày có vừa ăn được. Ăn thế là mày tự nhiên ăn tớ. Bên này có, bên này có cá. Ờ, có người. Mark the location. Ê, chờ tao. Ê, cái thằng nào móc đây, trời ơi. Đang đốt thằng kia rồi. Để đi cá đi thì bà. Ôi, tự nhiên tới mày rồi. Chết rồi. Nhảy cá lúc đã bị bung dù. Mình bị bao nhiêu lần rồi anh em ạ? Vai trưởng đông ấy, không phải là tầm hai thằng đôi anh em ạ. Phải 3-4 thằng dưới. Chết rồi, không thủy bóng máu rồi. Xay luôn. Tại có tiếng mở cả 3 nữa thì chắc quả này mình đi rồi anh em ạ. Dính rồi. Ui sao con chấm xét sao nó thầm thế. Rồi xong, vừa lắp được một xong. Hết phim. Thôi bỏ đi qua chỗ số 4 nè. Cứu ngay nhà nữa. Bảo mấy hôm qua chắc là rồi. Phải đợi sang năm. Đây rồi, nó đẩy qua chỗ tôi rồi đây. Nhà mua đồ. Thằng lưới siêu yếu. Còn thằng trên nóc đồi nữa. Có ké. Trên nóc đồi có nhá. Ui ôi rồi tôi. Đau rồi đấy. Ở đây em cũng đau. Mày này. Qua tới nữa. Nhìn team này lúc nãy nó bắn mình kìa bà. Thế điều số 4 muốn clear mẹ bên đó rồi. Đi đâu? Ủa? Không qua số 4. Tớ xin nhá. Kìa. Bắn tiên. Chạy gần thấy tốn đạn trời ơi. 200 viên đạn mà. Ui ôi, bọn nào đây? Đi hai con kìa ta. Đấu hết, chúc mừng. Cá nào. Rồi, xong. Bắn. Mất cá lại còn bung rú nữa thì chắc chắn là đi 100% rồi. Rồi, chờ lốt đó đi. Ý. Ở đâu quá? Một này, còn thằng bên trong nữa. Để ra ngoài rồi. Rồi, hết phim. Cuối cùng cũng xong kèo trà trộn của anh Tuấn Anh rồi anh em ơi. Vậy. Trời má, ông 21 kill rồi, vậy cứt. Ông clear má. Hơn 10 kill. Má, ông hơn mình 10 kill. 21 kill. Dữ vậy. Rồi, anh em xem clip hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em mua bán nạc thì qua shop của mình là tolisama.vn. Lạp UC cũng như là mua phụ kiện để chiến game Summit thì có thể liên hệ qua số Zalo cho mình nha. Bye bye tất cả anh em. Đây phần nước trông chậm vừa rồi của chúng ta đây. Ôi nhìn để quả ảnh đen trắng nhìn trông nó huyền bí thế. Hello anh em, hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nha.